tiếp tục vào việc anh chị. Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Dành cho anh chị nào đang cần tìm một lô đất nằm trong khu dân cư với thuê đất ngang 5 dài 16 đẹp, nằm trên đường này nè. Khu dân cư nhưng mà xây tự do thì lô này của anh chị nha. Trong đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại vì đất nằm trong khu dân cư đa số sẽ xây một lầu, hai, ba lầu của anh chị ạ. Nhưng mà riêng khu này thì mình có thể xây tự do được anh chị nha. Xây tự do có nghĩa là mình có thể xây cấp 4 được, xây một lầu được, xây hai lầu được anh chị, tùy theo cái công năng sử dụng của nhà mình. Đấy. Thì nếu mà anh chị nào mong muốn tìm một lô đất nằm trong khu dân cư mà xây tự do thì lô này anh chị nha. 5 x 16 rất đẹp, một cái thuê đất rất đẹp để cho anh chị mình xây nhà phố. Ở trong đây phân đều hết, nhà nào cũng vậy với chị nha, đều 5 x 16 hết, đẹp lắm với chị ơi. Thì lô đất em sẽ gửi tới anh chị mình nằm trên con đường này, em sẽ đi lùi một xíu nó sẽ tới thôi. Đường bê tông, đường này 7m với chị ha, tính cả vỉa hè nhá. Ở đây là xây hai lầu, xây một lầu, xây cấp 4 đều được anh chị nha. Hình ảnh thực tế sẽ được thể hiện qua video đây. Anh chị ơi, hai lầu đây, một lầu bên đó, thấy chưa? Cấp 4 có luôn. Đó, cấp 4 đó ha. Đây bên đây cũng vậy. Hai lầu đây, một lầu đây, cấp 4 bên kia. Đó, thấy chưa? Có như nào review như đó quý anh chị ha. Thông tin nó phải đúng, phải đủ, phải chính xác, phải minh bạch, phải công khai. Anh chị nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video hơn nhá. Lô đất em gửi tới cho anh chị mình là lô này này. Đây này. Sát bên căn nhà quý anh chị. Đây. Lô đất mà sát bên căn nhà một trệt một tầng lầu. Ở đây có căn nhà một trệt một lầu quý anh chị nhá. Thì lô đất của mình đây, sát bên căn nhà này ra. Anh chị mình tính ra ngang 5 và dài 16 là dài, chiều dài giống căn nhà này luôn này. Đó. Lô này là 81m thổ cư hết quý anh chị, hướng tây bắc. Anh chị nào mà Tây Tứ Trạch rất hợp nha. Tây Tứ Trạch rất hợp anh chị nha. Đây. Lô đất sát căn nhà của mình đây. Ngang 5m. Ngang 5 thì quá ok rồi quý anh chị ơi, chả phải chê đúng không? Tại vì đây là một cái diện tích rất đẹp để cho anh chị mình xây nhà. Đúng không ạ? Xây nhà với thuê đất ngang 5 dài 16. Đấy. Mà ở đây được cái là xây tự do nên là anh chị nào mình có cái công năng sử dụng như thế nào thì mình xây như vậy quý chị nhá. Đây nhá. Sắt thép căn nhà này tính ra quý chị nhá. Đó, sắt thép căn nhà này tính ra. Đó, đẹp không quý chị ơi? Khu dân cư ở như thế này mà gần kín rồi anh chị ha. Chắc là phải được 80-85% rồi. Đó, đối diện nhà mình hàng xóm này. Toàn nhà lầu hết quý chị ha. Toàn nhà lầu không thôi. Đấy. Đường này thì đường thông anh chị nhá. Nó thông ở đây là thông hai đầu quý chị ha. Đường là đường thông anh chị nhá. Lô này bây giờ chính chủ đang kêu giá là 2.350.000.000 anh chị. Giá này là còn bớt, giá này còn thương lượng, giá này là giá thương lượng, giá chính chủ anh chị nha, sổ riêng nha. Thì anh chị nào mà thấy cái lô đất này với mức giá này mà phù hợp thì mình có thể đi xem. Ở đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chỗ đây gần với chợ Đông Đô, gần đường DT743, gần với đường Phan Đình Giót, gần với đường An Phú 35, gần với đường Từ Văn Phước đó. Còn gần nhất là gần với chợ Đông Đô 300m anh chị nha. Chỗ này ra vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú rất là thuận tiện luôn anh chị nha, rất là gần luôn nha. Đấy, lô đất mình đây rất đẹp luôn quý chị ơi. Đường thì đường thông ha. Được cái là xây tự do, khu dân cư xây tự do nên anh chị nào mà thấy cái lô đất này phù hợp cho anh chị mình với thuê đất 5 x 16 đẹp và xây tự do thì mình vào việc lô đất này anh chị, hỗ trợ ngân hàng thoải mái và tối đa cho anh chị mình luôn anh chị nhá. Đấy. Ở đây là ngân hàng hỗ trợ cho anh chị mình thoải mái và tối đa luôn anh chị ơi. Lô này hướng tây bắc anh chị nhá. Rồi. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải để xem nhiều video hơn. Nhà đất em rất là nhiều, nhất là khu vực thành phố Di An và Thuận An là hai khu vực mà có rất là nhiều nhà đất để mong muốn được gửi tới toàn thể anh chị tham khảo ha. Anh chị nào thấy bất động sản nào phù hợp thì có thể liên hệ ngay cho em Hải để mình đi xem bất cứ lúc nào. Nếu mà anh chị gọi trước được cho em tầm 20 đến 30 phút là đẹp nhất ha. Tại vì nhiều khi em thì hay ở khu vực thành phố Di An và Thuận An nhưng mà nhiều khi em bận khách các quý anh chị. Thì anh chị gọi trước cho em để em chủ động hơn ha. Đó. Rồi rất cảm ơn toàn thể quý anh chị mình nhá. Lô đất mình là sát căn nhà đó nhá. Đó nhá. Rồi em chào nhá.